Thưa quý vị, dù đã thực hiện biện pháp chống dịch ở cấp độ cao nhất, tuy nhiên số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng trong những ngày qua vẫn tiếp tục tăng, trong đó tập trung nhiều tại các kiệt hẻm. Những điểm nóng này đang khiến nỗ lực kiểm soát dập dịch của thành phố trong ngắn hạn gặp nhiều khó khăn nếu địa phương không thực hiện những giải pháp quyết liệt hơn và ý thức phòng chống dịch của người dân không được nâng lên ở mức cao nhất. Kiệt 524 Hoàng Diệu thuộc phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, chỉ rộng 1 mét, dài hơn 150 mét, với 44 hộ dân, 206 nhân khẩu, nhưng đến nay đã ghi nhận 65 F0. Bên cạnh đó, các kiệt K514 Hoàng Diệu, K448 Trần Nữ Vương, K149 Lê Đình Lý, K59 Núi Thành, số ca mắc COVID-19 vẫn ghi nhận nhiều. Còn tại các kiệt hẻm nằm trên trục đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, số ca dương tính vẫn liên tục tăng, tập trung ở một số kiệt như K236, K258, K158, K196. Nguyên nhân phần lớn là do sự chủ quan, lơ là của người dân trong phòng chống dịch. Và cũng trong ngày hôm qua, số ca nhiễm trong ngày tại Đà Nẵng lần đầu vượt qua ngưỡng 200 ca, con số cao nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy nỗ lực sớm kiểm soát dịch bệnh của thành phố vẫn còn gặp nhiều thách thức. Kiệt quá nhỏ, thì kiệt chưa tới 2 mét, mà nhà nên sát nhà kia sát rạc. Thì nói nhiều lúc dân nhắc thì nghe, mà không nhắc thì cứ cầu lại. Theo đánh giá của CDC Đà Nẵng, không chỉ khu vực kiệt hẻm đang là điểm nóng, mà nhiều khu vực phong tỏa nhỏ hẹp khác trên toàn địa bàn thành phố cũng luôn tiềm ẩn các nguy cơ mắc COVID-19. Các địa phương trên ý kiến về mặt chuyên môn của ngành y tế là tiến hành phải khoanh vùng đủ rộng tất cả các cái khu mà có bệnh nhân COVID để chúng ta có thể mới cắt đứt được cái nguồn lây. Và trong các cái khu phong tỏa cứng đấy thì chúng ta phải tập trung tất cả các giải pháp, đặc biệt là công tác giãn cách và thực hiện 5K tại khu vực này để mà tránh gây lây nhiễm chéo ở trong khu vực, đặc biệt là tăng cường cái lực lượng tuần tra. Ở đây tôi thiết nghĩ là cái tổ COVID cộng đồng thì cũng là mức độ, vì cũng là hàng xóm làng giềng với nhau, cần có lực lượng chức năng như công an, quân đội tăng cường tuần tra các khu vực này thì mới có thể giảm được sự lây lan trong các kiệt hẻm. Hôm nay, thành phố bước vào đợt xét nghiệm toàn dân lần thứ tư với mục tiêu bóc tách F0 trong cộng đồng một cách nhanh nhất, triệt để nhất. Tuy nhiên, nỗ lực này của thành phố sẽ bị chậm lại hoặc đổi sông đổi biển nếu người dân vẫn lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Tâm lý của người dân mình ấy, là xét nghiệm mà âm tính một đến hai lần là rất chủ quan, mà thực tế đã chủ quan, mà thực tế nó cũng đã xảy ra. Dù đã thực hiện biện pháp chống dịch ở cấp độ cao nhất, nhưng nếu ý thức phòng dịch của người dân không được nâng lên ở mức cao nhất, thì trạng thái bình thường mới sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể thiết lập trở lại.